À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào tất cả các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phần khởi động nhỏ nhỏ. Và như các bạn đã thấy thì trên slide của cô là một cái phiếu khảo sát về các vấn đề trong xã hội hiện nay, như là gì đấy, bạo lực học đường này, ChatGPT này, không gian mạng, áp lực đồng trang lứa, trầm cảm hay là bạo lực mạng, được chưa? Và bây giờ nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ đánh dấu tích vào phiếu khảo sát xem rằng là các bạn hứng thú với vấn đề nào và các bạn không quan tâm đến vấn đề nào. Và sau khi mà các bạn đã đánh dấu tích xong thì các bạn sẽ trả lời cho cô một câu hỏi, đó chính là ngoài những vấn đề trên thì các bạn có thể kể thêm những vấn đề mà các bạn đang quan tâm trong xã hội hiện nay hay không, được chưa? Và những vấn đề cô kể ở phía trên cùng với những vấn đề mà các bạn sẽ kể thêm ở phía dưới, nó sẽ là những cái ví dụ, những cái vấn đề mẫu mà các bạn có thể sử dụng trong cái bài viết, trong cái bài trình bày của mình, được chưa nào? Và bài học ngày hôm nay của chúng ta đó chính là trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm nghệ thuật hoặc tác phẩm văn học. Trước hết, nội dung bài học của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên đó chính là phần chúng ta sẽ chuẩn bị nói, phần số 2 là trình bày bài nói và phần số 3 là trao đổi và đánh giá. Trước hết chúng ta đến với phần chuẩn bị nói nhé. Đầu tiên, về phần lựa chọn đề tài. Vậy thì đề tài ở đây người ta đưa ra cho chúng ta là gì? Hãy trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội được đặt ra trong tác phẩm văn học hay tác phẩm nghệ thuật mà bạn quan tâm, đúng không? Vậy thì đối với cái phần này thì các bạn, cho hết là các bạn mở cho cô sách giáo khoa ra trước nhé. Các bạn mở sách giáo khoa cho cô bài trình bày đó. Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm nghệ thuật hoặc tác phẩm văn học, trang số 57-58. Được chưa? Ở đây người ta đưa ra cho chúng ta đề tài là trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội được đặt ra trong tác phẩm văn học hay tác phẩm nghệ thuật mà bạn quan tâm, đúng chưa? Và bước đầu tiên là cái bước mà chúng ta sẽ đi chuẩn bị nói, đúng không nào? Trong cái bước chuẩn bị nói này chúng ta sẽ làm gì? Trước hết là chúng ta sẽ xác định đề tài của bài nói, được chưa? Bạn có thể chọn vấn đề xã hội được đặt ra từ tác phẩm văn học hay tác phẩm nghệ thuật mà bạn quan tâm. Buổi hôm trước chúng ta đã học về cách thức làm cái dạng đề này rồi. Chúng ta cũng đã phân tích hai cái ví dụ trong sách giáo khoa, đúng không? Đám cưới chuột và một cái văn bản liên quan đến kiều. Đó, thì các bạn có thể dựa vào những cái bài đó hoặc là dựa vào những cái bài mẫu để mà chúng ta có thể lựa chọn một cái đề tài, mà cái đề tài đó là một cái đề tài nó có cái sức ảnh hưởng khá là lớn trong xã hội của chúng ta, được chưa nào? Đấy, có thể chọn ra những cái tác phẩm mà nó đặt ra những cái vấn đề xã hội nó nóng bỏng, nó ảnh hưởng, ví dụ như cái văn bản Mối của rừng ấy, đúng không? Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người, đó cũng là một cái vấn đề xã hội rất trọng tâm, rất tiêu biểu trong ngày nay, đúng không? Đặc biệt là khi mà thiên nhiên của chúng ta đang ngày bị đe dọa, đúng không? Bị tuyệt chủng, đúng không nào? Đấy, bị đe dọa, bị tuyệt chủng và dường như là nhiều nơi là không có khả năng phục hồi, đúng không nào? Đấy thì các bạn có thể nói về cái đấy, mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người, được chưa? Con người tác động đến thiên nhiên như thế nào và thiên nhiên có vai trò gì trong đời sống của con người? Đó thì các bạn có thể viết về cái đề tài đó. Tiếp đến này, bạn có thể sử dụng đề tài của bài viết để chuẩn bị bài nói. Và dưới đây là một số gợi ý này. Sự cấp thiết của việc giải oan qua chuyện thơ Quan Âm Thị Kính, khát vọng về tình yêu hạnh phúc trong Tiễn Dặn Người Yêu và Bích Câu Kỳ Ngộ, sức mạnh của niềm tin và tình cảm lãng mạn trong cuộc sống được gợi lên từ ca khúc bài ca Hy Vọng, được chưa? Đó, thì đây chính là cái bước số 1 nhá. Bước số 2 này, trình bày bài nói, được chưa? Khi lập dàn ý, nếu chọn đề tài từ bài viết, bạn có thể chuyển dàn ý bài viết thành dàn ý bài nói. Tuy nhiên, để bài nói đúng yêu cầu và thêm thuyết phục hấp dẫn thì chúng ta cần gì đấy?
Thứ nhất là lược bớt một số ý không cần thiết trong bài viết và xác định những chỗ cần nhấn mạnh, đúng không? Thứ hai là tổ chức bài nói thành 3 phần rõ ràng, phần mở đầu và kết thúc cần tạo ấn tượng đối với người nghe. Phần số 3, sử dụng kết hợp các phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện phi ngôn ngữ để tăng tính trực quan và tính hấp dẫn của bài nói. Cái vấn đề số 3 này thì trong bài nói nào cô cũng đã nói rất là kỹ rồi, là khi mà các bạn lên trình bày một cái vấn đề nào đó thì ngoài việc các bạn sử dụng giọng nói của mình, đúng không, để truyền đạt những cái thông tin mà mình muốn nói đến người nghe, thì các bạn có thể sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ như là gì? Tay, chân, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, đúng chưa? Hoặc là sử dụng sự hỗ trợ của các thiết bị như là bảng này, tranh ảnh này, PowerPoint này, đấy, để giúp cho cái bài nói của mình nó sinh động hơn, nó trực quan hơn và nó hấp dẫn hơn, được chưa? Đấy. Và cái ý thứ tư là các bạn chú ý cho cô là các bạn sẽ phải dự kiến các câu hỏi nhá, các câu hỏi, các phản hồi mà người nghe có thể đưa ra, đặt ra cho các bạn và chuẩn bị câu trả lời, tóm tắt hệ thống ý dưới dạng sơ đồ, được chưa? Dưới dạng sơ đồ thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ khoa học, thứ hai là nó sẽ dễ hiểu, và thứ ba là nó sẽ tiết kiệm được thời gian, chưa nào? Rồi, bước số 3 là cái bước mà chúng ta sẽ trao đổi và đánh giá, đúng không? Đó, chúng ta sẽ có một cái phiếu đánh giá, được chưa? Phiếu đánh giá này sách giáo khoa không đưa ra cho chúng ta, đúng không nào? Đó, phần phiếu đánh giá này thì sách giáo khoa không đưa ra cho chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể dựa vào cái phần phiếu đánh giá mà cô đưa ra ở trên slide ấy, được chưa? Đấy, đúng rồi, trong sách giáo khoa người ta không đưa ra cho chúng ta cái bảng kiểm này. Đó. Thì chúng ta có thể để cái bảng kiểm này, nhìn vào những cái tiêu chí trong phiếu đánh giá này ở trên slide nhé. Các bạn có thể chụp lại để sau khi các bạn nói xong thì các bạn sẽ xem là có những phần nào các bạn chưa đạt và những phần nào các bạn đã đạt rồi. Những phần chưa đạt thì các bạn sẽ chú ý thêm, chỉnh sửa lại để cho nó tốt hơn. Được chưa nào? Đó. Được chưa? Thì đấy chính là cái phần bảng kiểm nhá. Các bạn nhớ rằng là gì? Sau khi các bạn viết xong, đó, sau khi mà các bạn nói xong thì các bạn sẽ cần phải sử dụng cái bảng kiểm này để các bạn kiểm tra xem là các bạn đã đạt hay chưa đạt ở những tiêu chí nào và rút kinh nghiệm cho những bài nói sau. Được chưa? Đó. Và vận dụng là gì? Các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ lựa chọn một tác phẩm văn học hoặc tác phẩm nghệ thuật mà em yêu thích. Sau đó chuẩn bị bài trình bày về một vấn đề xã hội được đặt ra trong tác phẩm đó dưới dạng video ngắn không quá 3 phút. Vậy thì nhá, đây là một cái nhiệm vụ mà các bạn có thể tự chuẩn bị được, đúng không? Và các bạn có thể tự chủ động làm được là rằng là gì? Các bạn sẽ chuẩn bị cái dàn ý hay là cái nội dung ra giấy trước, rồi sau đó các bạn sẽ đọc qua nó trước đi. Đấy, đến khi nào mà chúng ta không vấp nữa, thành thạo rồi thì chúng ta có thể đặt máy quay để chúng ta quay và không quá 3 phút, được chưa? Đó. Vậy thì bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học tiếp theo. Về nhà các bạn sẽ ôn tập lại phần này và các bạn sẽ soạn cho cô bài học tiếp theo nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.